Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin quay hết trong tiệm này cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem. Coi có chiếc nào vừa ý không? Thì alo, cho em qua Zalo nhé. Chứ trong tiệm này nó nhiều quá xác, mà em quay từng chiếc thì không biết đến bao giờ mới xong. Em xin quay lướt qua những mẫu xe và giá xe bán ở đây là bao nhiêu tiền hen. Qua xa nhiều xe, lâu lâu em quay lại một lần như vậy để cho quý cô chú anh chị xem coi chiếc nào còn, chiếc nào bán rồi nha. À, bây giờ bắt đầu em quay từ chiếc này. Chiếc này hôm trước em có quay đăng rồi, sườn còn tốt và đẹp lắm ạ. Chiếc này vẫn chưa bán, giá bán chiếc này là 26.400.000 ạ. Còn chiếc kế bên là chiếc Fuji, có tay lái cong cong nè, đời 2021, tay 43, 1m58 và 1m65 là chạy vừa chiếc này, giá là 13.200.000 ạ. Xe nhìn còn mới lắm. Dạ, chiếc kế tiếp là chiếc Gyotsu màu trắng, ghi đông tay ngang nè, đẹp quá, màu trắng tinh nè, sạch sẽ ghê, khung sườn màu nước sơn còn tốt lắm. Đây em thâu gần lại một chút, đó, sáng trưng hà. Ôi ôi, 2015 mà còn mới tinh hả? 2x9 size 47, 55 và 1m70. Này có giá bán 8.800.000 thôi, cũng rẻ ghê. Xe còn tốt lắm. Tay thắng thì cũng còn ngon, tay bấm xả cũng đã. Còn chiếc này nữa, cũng ghé rê ha. Tay thắng còn tốt. Gì mà rẻ tiền dữ vậy, có 27.500 yên Nhật ha, có 5.500.000 ha. Được khung sườn màu sắc thấy đẹp, nhưng còn giò dẻ và liếp dây xích cũng cũ rồi, hơi bị sét đó, nó cũng sét lắm. Này thay dây xích mới thì nhìn nó sạch sẽ lại thôi, với lại thay liếp nữa là nhìn sáng trưng luôn. Khung sườn thì nhìn màu thấy cũng đẹp ghê. Chiếc này thì cũng lâu và cũ rồi. Dạ, còn chiếc kế bên khung sườn màu thấy cũng đẹp nữa nè. Chiếc này ghi đông cũng te tua, hơi chày nhiều. Ủa sao trên này làm cái gì mà chày nhiều dữ vậy? Lẽ ra chỗ này thì ít có chày lắm nè. Chiếc này thấy giá bán cũng rẻ nữa nè, có 33.000 yên à, 6.600.000 thôi. Vỏ bánh thì cũng cũ rồi, khung sườn được màu nước sơn đẹp quá, chữ Panasonic cũng hơi mờ đi.
Chiếc này thay vỏ mới, chắc nhìn thấy sáng sủa lại. Còn chiếc xe đạp gấp bên đây cũng vẫn chưa bán. Giá thì 11 triệu ạ. Size thì không biết, chỉ có ghi 1m65 thôi. Còn chiếc Canon Daily này, thương hiệu của Mỹ, cũng mới tinh hà. Xe còn đẹp lắm. Chiếc Canon Daily này sử dụng phanh đĩa. Nhìn nó còn mới lắm, mới tinh hà. Ba nhân chín size L 1m75 2010, giá bán là 7 triệu 9 ạ. Nhìn xe còn mới lắm. Trên yên xe cũng vậy. Xe tay lái ngang, nhìn trông cũng được lắm. Chiếc Spheja Lysito này có ghi trên khung sườn Cambodia 2020, giá bán 15 triệu 400 ngàn ạ. Nhìn khung sườn nó còn mới tinh hà, đẹp lắm. Đi âm trong khung sườn luôn. Khung sườn ngang màu sọc sọc, nhìn đẹp ghê. Bên trên thì nước sơn bóng giận hà, láng con luôn. Yên xe còn tốt lắm. Ghi đông và bô tăng đều cũng còn mới chát hà. Đây, em quay tiếp qua bên khu vực bên này. Chiếc Conago. Chiếc này vẫn chưa bán hả? Cũng ghi đông ngang, khung sườn còn đẹp lắm. Đi tiếp tới phía trước, chiếc MTB. Chiếc này em vừa mới đăng, vẫn còn. Toleku MTB. Chiếc này của Trung Quốc sản xuất. Còn chiếc xe gấp này, người đặt mua rồi. Chiếc bên đây vẫn chưa bán hả? Giá bán 37 triệu 400 ngàn hả? Bên này có chiếc Merida, cũng còn mới và đẹp lắm. Thắng đĩa 2x11, size là 56, 1m80. Ôi ôi, cao và to quá. Chiếc này giá bán 19 triệu 800 ngàn hả? Ý, chiếc bên đây màu đẹp ta. Chiếc Peo, thương hiệu của Mỹ nè. Khung sườn trông còn mới ghê. Vỏ bánh và niền cũng vậy. Tay lắc thì có chỗ này hơi bị chay. Tay lắc là thương hiệu của Shimano. Giá bán chiếc này cũng 19 triệu 800. Từ 2018, 2x11 cũng size 56 luôn. 1m78 và 1m88. To quá. Còn chiếc gấp bên đây 2021, giá 9 triệu 200. Dạ, còn chiếc Da Hon đời 2021 bán 11 triệu, còn chiếc bên này 8 triệu 8 ạ. Chiếc Yamaha trợ lực bên này giá bán 7 triệu 600 ạ. Bên đây chiếc này cũng trợ lực luôn, 33 triệu chiếc này ạ. Ý, ở bên này có hai chiếc Giosu nhỏ nhỏ dễ thương quá. Giá bán 42.900, khoảng 8 triệu 500 mấy chục ngàn hả? Màu sắc còn đẹp lắm. Ý, nó không có chạy bằng dây xích, mà nó chạy bằng dây cu rô nè.
Đời xe thì 2020, đây là 20m50 và 1m75 là chạy vừa chiếc này nè. Còn chiếc bên đây cũng là chiếc Gyotsu, tay lái là tay công. Nhìn cũng hay ghê, dễ thương ghê á. Nhỏ nhỏ nhìn thấy gọn quá. Có 11.400.000 à. Thì 2017 nè. 2 x 8 và size là 50, 1m68 và 1m80. Xe còn đẹp lắm ạ. Chiếc bên đây thì đời 2021, giá bán là 7 triệu ạ. Chiếc này cũng lâu rồi, nhưng vẫn chưa bán, trông cũng còn mới lắm. Đời 2022 nè, size 42, 1m46. Giá bán là 8 triệu 8 ạ. Chiếc Canon Deru bên này tay lái ngang, khung sườn còn đẹp lắm. Khung sườn không có chạy chỗ gì, còn tốt lắm. Đời 2019, tay 40, 1m55 và 1m70, 3 x 9. Chiếc này giá bán là 7 triệu 700 ngàn ạ. Chiếc này thấy lâu dữ lắm rồi, mà vẫn chưa thấy ai mua. Mà nó mới lắm nha, khung sườn mới tinh nè. Đời 2019 nè, đây là 49, 1m60 và 1m75. Giá bán cũng 7 triệu 700 ngàn đó. Phanh thì còn tốt lắm, ghi đông thì sáng trưng mới tinh nè. Thấy kế bên có chiếc xe đạp gấp tay công này nhìn thấy cũng đẹp quá. Đây, chiếc này ạ. Chiếc này với lại chiếc Touareg cừ kế bên mới về nè. Tay phanh thì thương hiệu của Sola. Nhìn kiểu dáng chiếc xe đạp gấp này, trông cũng đẹp ghê. Dễ thương lắm. Trên yên xe thì cũng cũ rồi. Này thay yên mới lại là ngon. Tay lái công nhìn đẹp quá. Giá bán chiếc này thì 121.000 yên, giá bán khoảng 20 triệu 400 ngàn ạ. Xe đạp gấp, sử dụng tay lái công, nhìn đẹp ghê. Chiếc Touareg cừ ở bên đây, em có quay đăng rồi, nhưng vẫn chưa có bán ạ. Chiếc này khung sườn còn mới lắm.
44.000 yên là 8 triệu 800 ngàn. Về 2022 luôn, mới tin hả? Bên dưới này mình đã xem hết rồi, còn phía trên là những dòng xe đạp đua tay cống nè. Chiếc Ancho vẫn chưa bán. RNL9 105, R7000 nè. Chiếc này linh kiện 105, còn tốt và mới lắm. Khung sườn thì còn mới tinh luôn. Dòng xe thương hiệu Ancho của Nhật này tốt lắm ạ. Còn đẹp ghê hồn luôn. Khung sườn còn mới lắm, nước sơn bóng giỡn hả? Cặp càng trước cũng vậy, mới tinh luôn. Nhìn thì còn đẹp lắm. Yên xe cũng còn mới lắm. Giò dĩa 105 còn ngon ghê. Bên này chiếc Canon Redu thì size công nhận nó to ghê hồn luôn. Chứ thương hiệu của Mỹ là size to đùng hà. Ngày 2014, đây là 58, 1m85 mới chạy vừa chiếc này nè. Giá bán là 26 triệu 400 ngàn ạ. Chiếc bên đây cũng mới tinh luôn. Ancho thương hiệu của Nhật nè. Shimano 105 cũng còn mới ghê. Đây là 54, 1m79, 1m87 lận. Giá bán thì 26 triệu 400 ạ. Thấy bên này có chiếc Bianchi, size cũng nhỏ nè. Chiếc này size có 44 hà. Giá bán là 19 triệu 800 ngàn. Đây 2017, 2 x 11. Chiếc này giá mới tới 35 triệu 200 ngàn. 1m55 và 1m60 là chạy vừa chiếc này nè. Tay lắc thì 105 còn ngon lắm. Khung sườn thì thấy còn đẹp. Thấy ngàm tháng 105 cũng mới tinh hả? Còn cột yên xe thì được của carbon luôn. Ghi đông thì thấy quấn kỹ quá. Còn mới tinh hả? Giò dĩa thì còn quá ok luôn. Lidolay, thương hiệu của Bỉ ạ. À? 2015.
giá bán là 22 triệu, 2 × 11 size S. Có ghi giá mới của chiếc này tầm khoảng 40 triệu mấy trăm á. Dò dỉ thì của Shimano cũng có chày. Tay lắc 105 thì thấy còn đẹp lắm. Càng trước trông đẹp lắm. Dây thì đi ngoài khung sườn. Yên xe thì cũng còn tốt lắm. Có Konago nữa ạ. Đời 2006. Giá là 48 triệu 400 ngàn ạ. Đây là 54 năm. Sườn ngang là 555. 2 × 10. 1m75 và 1m80 là chạy vừa chiếc này nè. Khung sườn carbon, màu sắc còn đẹp lắm ạ. Khung sườn carbon quá đã luôn. Cột yên xe cũng carbon. Yên xe thì còn tốt. Khung sườn thấy đẹp ghê. Khung sườn tốt quá. Cặp niền thì của Campagnolo, cầm nhìn đẹp ghê, chắc chắn lắm. Cầm thì nhìn thấy tốt dễ sợ luôn. Bộ líp nhìn đã thiệt. Phụ đề thì vẫn còn ngon lắm. Phụ đề có vẻ của carbon luôn ta. Cặp niền thì còn tốt lắm. Đây, chiếc Tolecu khung sườn nhôm này size cũng to lắm, size là 54 đó. Hiện đang bán với giá là 19.800.000 ạ. Đời 2018, 1m73 và 1m78 mới chạy được chiếc này. Chiếc Canon Deru này thấy cũng rẻ tiền quá, nhưng mà cũng size to không à. Size 54 lận, 2 × 9 thì 2013, 13.200.000 đó. Ý, chiếc Canon Deru này thấy khung sườn và màu sắc còn đẹp dữ hả? Dò dỉ thì 105 còn mới tin luôn. Khung sườn thì màu sắc bóng giỡn à. Giá bán tròn 100.000 yên luôn.
2020, size 48, 2 x 11, 1m60 và 1m70. Vậy là chiếc này 20 triệu ạ. Chiếc này thấy ngon mà cũng không có đắt lắm. Dạ, còn chiếc Toleku Emonda XL6 vẫn chưa có giảm giá ạ. Chiếc này còn mới và tốt, đẹp lắm. Bộ rúp u tẹt ra còn mới tinh ha. Khung sườn thì bóng dợn đẹp lắm. Mới chát luôn. 2019 nè. Nó bán là 59.400.000 á. 2 x 11, size 52, 1m68 và 1m75 á. Rò dĩa u tẹt ra còn đẹp, còn ngon lắm. Khoanh đĩa đẹp lắm. Vỏ bánh thì của Bontrager luôn. Còn bên này, chiếc Canon DeRue này chạy về quê sướng lắm nè. Chiếc này đi phượt sướng nè. Chạy đường sỏi đá là vô tư luôn. Thì 2021 giá bán là 39.600.000, size là S, 1m62, 1m75 là chạy vừa chiếc này dạ. Cù đề và líp mới tinh hả? Đẹp lắm. Niềng và vỏ bánh cũng còn mới. Chiếc này mang về vùng có sỏi đá chạy sướng rồi nha. Đi phượt cũng đã luôn. Xe còn quá đẹp. Vỏ bánh thì còn mới tinh à. Chiếc Bianchi size 44 này cũng vẫn chưa bán ạ. Fuji 15.800.000 cũng vẫn còn. Bianchi 66.000 yên cũng vẫn còn luôn. Size cũng 44. 13.200.000. Bên đây thì còn mới và đẹp lắm. Đây là 57.600.000 đó. Khung sườn chiếc này mới lắm. Ý, chiếc này giá tiền rẻ ghê hồn luôn. Mà nó còn mới tinh à. Nhìn trông như xe đua xịn luôn. Mà giá bán rẻ rẻ ha. Asahi có 5.900.000 ha. Đời 2020. Size 39 năm, 1m50 là chạy vừa chiếc này nè. 2 x 8,
Dây cũng đi âm khung sườn luôn mà. Dò dĩa thì của Shimano. Chiếc bên đây thì đời 2021, 13.800.000. Đây là ớt em 1m65 và 1m70. Logo đẹp quá. Dây đi âm khung sườn luôn. Dạ, em quay đến chiếc này nữa là hết trong tiệm luôn rồi ạ. Như quý cô chú, anh chị có nhu cầu xin liên lạc em qua Zalo nha. Còn video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi ạ. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành rất nhiều thời gian quý báu của mình để xem video của em. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn thật dồi dào sức khỏe nha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp tới ạ.